Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính đảnh lễ Hòa Thượng. Thưa Ngài, chúng con là đoàn quay pháp, quay phim của Hoằng Pháp Channel. Chúng con đến từ Mỹ. Dạ xin Hòa Thượng vui lòng cho chúng con biết về Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào đoàn Hoằng Pháp Channel. Tôi pháp hiệu là Hòa Thượng Thích Tấn Thiệt, đệ nhất chủ tịch điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, và trách nhiệm của Hội trưởng Hội Phật giáo Chùa Khánh An tại EPRI. Chúng con xin cảm ơn Ngài. Và dạ, thưa Ngài, vinh Ngài, xin Ngài vui lòng cho chúng con được rõ là nguyên nhân nào mà lễ hiệp kỵ về nguồn chính này lại tổ chức tại Chùa Khánh An ạ. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả Phật tử khắp năm châu, sở dĩ có ngày hiệp kỳ về nguồn chính tổ chức tại chùa Khánh An mới EPRI, chúng tôi nhân cái ngày đại tường của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm sau 2 năm viên tịch, công trình của Ngài đang còn dang dở nên chúng tôi tiếp tục con đường của Ngài, thực hiện công ngày đại tường và cái ước nguyện của Ngài làm thế nào sau khi ngôi chùa Khánh An hoàn tất thì Ngài hiệp kỳ về nguồn sẽ tổ chức tại đây một lần để cho tất cả chư tăng đi khắp năm châu hội ngộ lại với nhau để truyền trải lại những cái công trình bằng hoàng pháp ở hải ngoại. Do đó năm nay chúng tôi không những chỉ ngày đại tường của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm mà chúng tôi xen vào đó ngày hiệp kỳ lịch đại tổ sư về nguồn chính tổ chức tại thành phố Paris, chùa Khánh An, và đồng thời lễ hoàn nguyện cho ngôi chùa mới Khánh An trải dài suốt 20 năm, từ khi đặt đá năm 1995 cho đến đây 2015 là đúng 20 năm, và trong đó chúng tôi thêm cái lễ đại giới đàn Khánh An để tạo cho cái ngôi trường phạm vụ của chùa Khánh An và xây dựng đào tạo cho một thế hệ tăng ni trẻ trong tương lai gánh vác Phật giáo. Và đồng thời thêm một cái đại lễ nữa, tức đại trái đàn trần tế để cầu nguyện âm triều dương thời, cầu nguyện tất cả những người đã chết cho những cuộc chiến tranh thế tế nhất, thế tử hai, cũng như tất cả đồng bào chúng ta đã vượt biển tìm tự do để hy sinh trên biển cả và rừng sâu. Chúng con xin kính cảm ơn Ngài. Dạ thưa Ngài, chúng con cũng được biết là sau khi Hòa Thượng Minh Tâm viên tịch thì Ngài đã giang tay gánh vác tất cả mọi Phật sự ở châu Âu này thay thế Ngài Minh Tâm, và cũng như tiếp tục xây dựng, lo cho Phật sự tiếp tục xây dựng ngôi chùa Khánh An này để được hoàn tất. Như vậy xin Hòa Thượng vui lòng cho chúng con biết là Hòa Thượng đã phải trải qua những khó khăn nào mà khó khăn lắm mà Hòa Thượng có phải nỗ lực để vượt qua. Dạ. Nói cái điểm này thì và là trong lịch sử mà xây dựng chùa chiêng ấy, là chưa ai làm cái việc này. Khi ngôi chùa Hòa Thượng Thích Minh Tâm mà viên tịch đã 2 năm thì cái mùa để chuẩn bị để cho lễ đại tường của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm, mà chúng tôi làm thế nào để cho trong cái ngày đại tường cái ước nguyện của ông Minh Tâm chúng được thành tựu viên mãn. Nhưng mà cái lúc đó là phần là xin giấy phép để xây dựng chùa trải dài thuộc 4 tháng 6 tháng trường vẫn chưa ra, nhưng mà chương trình chúng tôi đã thực hiện trước 1 năm trước rồi, cho đến giờ phục cuối, cho đến bây giờ quý vị đến tham dự đến đây trong cái lễ đại tường cái ngày hiệp kỳ về nguồn, nhưng mà ngôi chùa Khánh An vẫn chưa hoàn tất. Những cái khó khăn đó, nhưng mà chỉ có nhờ Phật lực, nhờ cái tinh thần của Hộ Pháp Tiền Thần Gia Hộ, chúng tôi mới đủ can đảm để vượt qua khó khăn. Vì vậy mà luôn luôn chúng tôi tin tưởng rằng tất cả chư tăng khắp năm châu, tất cả hàng Phật tử đều gia tâm hộ niệm cho những cái chùa Khánh An có thể mới vượt qua khó khăn. Nếu không có Hộ Pháp Tiền Thần Gia Hộ thì tất nhiên chúng tôi phải ngã quỳ trước cái điểm này. Nên chùa chưa có giấy phép mà chúng tôi đã thực hiện, chùa chưa hoàn tất mà chúng tôi phải thực hiện trong chương trình ngày hiệp kỳ và cầu nguyện
trong ngày hiệp kỳ liệt đài tổ sư cũng như hoàng nguyện của ngôi chùa Khánh An năm nay. Và hôm nay làm lễ hành nguyện này trong nội bộ của chư tăng năm châu mà không có chính quyền. Nên sau khi mà chùa Khánh An hoàn tất đi vào sinh hoạt thực sự rồi á, thì khi đó chúng tôi mới có một buổi lễ khánh thành chính thức với chính quyền địa phương. Nhưng mà bây đây là ngày chủ nhật sẽ lễ khánh thành, chư tăng năm châu sẽ cắt băng khánh thành hoàng nguyện của ngôi chùa Khánh An theo ước nguyện của hòa thượng Minh Tông A Di Đà Phật. Thank you.